À, xin chào các em. Em ngồi xuống. Ta bắt đầu một cái chương mới các em, là tích phân xác định. Một nhỏ, ta nói về cái bài toán mà dẫn đến khái niệm, dẫn đến khái niệm tích phân xác định. À, đó là cái bài toán diện tích của hình thang công phẳng, diện tích của một hình thang công phẳng, của hình thang công phẳng. À, ví dụ trong hệ trục OXY có một đường cong C. Đường cong C này, cái phương trình của nó là Y bằng FX. À, đường cong C. Và với hai đường tung, để tôi vẽ cái đường cong C cho nó về phía sau, mình vẽ cái hình nó đẹp, dễ vẽ. Đường cong C đây. À, đường cong C Y bằng FX. À, mà ví dụ nó bị giới hạn bởi hai đường tung là X bằng A và X bằng B đây. À, nó tạo thành cái hình thang công phẳng. Và bài toán bảo là hãy tính cho được cái bề mặt, cái diện tích của cái hình thang công phẳng này. Đó, hình thang này S. Đó, của cái hình tên là A nhỏ nè, A lớn này chẳng hạn, B lớn và B nhỏ, A nhỏ, A lớn, B nhỏ. Đó, bài toán bảo tính cái diện tích S của hình thang đó. Hình đó ta gọi là một hình thang công phẳng. Nó là một hình phẳng thôi nhưng mà nó có một cái cạnh là đường cong. À, thì thực ra ta để ý vậy nè, trong hình học cổ điển đó, từ cái thời cổ đại Hy Lạp, thời Euclid, hình học người ta còn gọi là hình học Euclid, từ trước công nguyên rất lâu. À, Euclid đã đưa ra một cái, những cái tiên đề về hình học, và từ đó xây dựng cả một lý thuyết hình học và tính toàn bộ diện tích của những cái hình có kích thước nhất định. Ví dụ như là hình vuông, là hình vuông, hình chữ nhật, hình chữ nhật, hình bình hành, hình tam giác, thấy không? À, vân vân. Những hình có kích thước nhất định, hình thang như vậy cũng tính được. Hình thang là hình có hai cạnh song song như thế này, là hình thang công phẳng này, hình thang này cũng tính được dễ dàng. Tất cả những hình đã tính được hết. À, nhưng mà rõ ràng là cho đến mãi thế kỷ thứ 16 thì cái bài toán diện tích của hình thang công phẳng này vẫn chưa giải quyết được một cách triệt để. À, làm sao tính được diện tích của hình này? Là vì sao? Nó có một cạnh là một cái đường cong như thế này, làm sao tính được? À, trong hình học Euclid không có công thức nào cho mình tính được hết. Hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang, nhưng mà hình thang cong này thì không tính được, vì có cạnh là một cái đường cong, có một cạnh là đường cong. À, bất lực các nhà toán học cứ mãi đi tìm kiếm cái cách giải quyết. Có nhiều người nghĩ bây giờ có gì đâu hề, chia nhỏ cái hình thang này ra, có gì đâu, ví dụ họ kẻ thêm một cái đường này tạo thành một cái hình chữ nhật đây, thì dễ dàng tính được diện tích chữ nhật này, đồng ý. Rồi bây giờ họ nối cái này lại đó, họ tính diện tích tam giác này được. Nhưng mà cuối cùng một cái hình ở đường biên này nè, nó có một cạnh là đường cong này nè, thì nó không rơi vào những cái hình nào ở đây cả, thì không làm sao mình tính được, cho nên không thể nào giải quyết được bài toán. Chịu thôi. Bài toán diện tích của hình thang công phẳng trở nên rất là nan giải, và nhiều nhà toán học đã cố gắng hết sức, nghiên cứu, tìm cách tính, đề xuất ra những lý thuyết để tính. Bây giờ ta sẽ nghiên cứu một cái cách tính, không? À, ta sẽ nghiên cứu cách tính sau đây. Đầu tiên đó, nhà toán học nghĩ vào nè. À, ta sẽ phân hoạch cái đoạn AB ra thành từng N điểm chia đi. À, nhà toán học nghĩ như vậy. Đây, phân hoạch đoạn AB thành nhiều điểm chia. Ví dụ điểm chia đầu tiên này là x0. À, điểm chia thứ hai sẽ là x1, điểm chia x2. Và cái cách phân hoạch này là tùy ý, chia nhỏ nó ra thôi. Ví dụ ở đây ta tưởng tượng có một cái điểm tên là xy trừ 1, và điểm này sẽ là điểm xy. À, và cái điểm cuối cùng này là xn. Thì nó học nghĩ như vậy đó. Xong rồi tại mỗi điểm chia như thế thì chúng ta sẽ kẻ những cái đường thẳng song song với trục tung OY đây. À, bắt đầu kẻ những cái đường song song với trục tung qua từng điểm chia. À,
qua từng điểm chia như thế này, đó, qua từng điểm chia cái tưởng tượng như vậy. Ví dụ với hai điểm chia y trừ một với c, đó, điểm chia y trừ một đây, điểm chia c đây, đó, rồi cứ lần lượt như thế, cứ lần lượt. Thì rõ ràng là như vậy, cái hình thang công phẳng đó đã được chia ra thành nhiều hình thang công phẳng nhỏ hơn. Giả sử bây giờ ta có n điểm chia, thì nhà toán học nói như vậy, tôi đã chia cái hình thang công phẳng đó lớn đó là hình thang a nhỏ, a lớn, b nhỏ này thành n cái hình thang công phẳng nhỏ. Ví dụ với hai điểm chia x trừ một y này, đây là một hình thang công phẳng nhỏ tạo bởi hai điểm chia, đây là x y trừ một và x y, đó, không? Đó như vậy. Và nhà toán học nghĩ vậy, bằng cách nào đó, nếu bằng cách nào đó mà tôi tính được diện tích của những hình thang công phẳng nhỏ đó, tôi chỉ làm một phép cộng thôi, thì nó sẽ ra được diện tích của hình thang công phẳng lớn ngay. Đó, đầu tiên cái nhà toán học nghĩ như vậy. Nhưng mà thật ra ta sẽ thấy như thế này nè. Cái hình thang công phẳng nhỏ, ví dụ mình nhìn một cái hình x y trừ 1, à, m đi, chỗ này, hay là mình nói là p, p quy, đó, x y đi, thì cho dù nó là hình thang công phẳng nhỏ, thì nó cũng mang cái dáng dấp của cái hình thang công phẳng lớn, làm sao mình tính được. Nói thì nói vậy thôi chứ làm sao mình tính được cái hình thang công phẳng nhỏ đó, vì nó cũng là hình thang công phẳng thôi, hiểu nè. À, làm sao mình tính được. À, nhà toán học là nghĩ như thế này, lãng mạn hơn nữa ông nói vậy, có gì đâu, bây giờ như thế này nha. Ví dụ giữa hai điểm chia x0 và x1 này, ông chọn một cái điểm bất kỳ đặt tên là cờ C1. Rồi giữa x1 x2 này sẽ chọn một điểm đặt tên là cờ C2. Và giữa x y trừ 1 y này sẽ chọn một điểm là cờ C. Nói cái tổng quát là vậy, chọn một cái điểm cờ C, ta đọc là cờ C các em, cờ C, cờ C là điểm bất kỳ thuộc về hai cái điểm x y trừ 1 và x y. Đó, với y này cho chạy từ 1 2 cho đến n, à, điểm y. Em tưởng tượng nè, nếu y là 1 nè, nếu y là 1 em thay vô đây thì em gặp x0, x1 tức là cái đoạn đầu tiên. Y là 2 thay vô đây, y là 2 thay vô đây thì sẽ gặp x1, x2, y là 3 lần lượt, hiểu nè.